Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Nhìn sơ qua thì chắc nhiều bạn sẽ tưởng mình rất là giàu có đúng không? Nhưng không, mình có môn là giàu tình cảm thì có, còn mấy cái tài sản như là kim cương, ngọc lục bảo thì mình thực sự là không có nhiều ha. Thế nên trong ngày hôm nay mình quyết tâm rồi, phải ráng đi mai thật là nhiều mới được, ráng kiếm kim cương rồi sau đó thực hiện mơ ước là một cái đèn hiệu mà ở bên ngoài toàn là kim cương không á. Để nó cân đối với cái khối tài sản mình đang có. Có cái biệt thự to đùng gì nè, nhưng mà cái đèn hiệu thì vẫn là cái đèn hiệu sử dụng sắt á. Nhìn nó cũng được đấy, nhưng mà nó sẽ không có sang bằng mình sử dụng toàn là kim cương đúng không. Mà lần trước thì mình đã đi mai và kiếm được một chút kim cương rồi, cỡ 20 mấy khối, cũng khá là ít đó. Thành thử ra mình phải đi mai và kiếm nhiều hơn số đó, cỡ một stack đi, một stack khối cũng bộn kim cương rồi nha. Nghe có vẻ hơi khó khăn á, nhưng mà phải cố thôi chứ biết sao giờ. Và để thực hiện điều đó thì mình cần phải tìm một cái khu vực nào đó cũng gần nhà mình để mình tiện trong việc đào mà kim cương nhiều lần luôn. Lần trước thì gần nhà mình nhớ nó có cái hang mình đánh con boss Wither đâu ta. À đây rồi, chính là cái hang này. Đây là cái hang mà mình đã xử đẹp hai con boss Wither. Mình xử lý nó luôn. Nó định ám sát mình hay sao? Mình sẽ đào thẳng xuống dưới ha. Ngay tại đây luôn đi. Thẳng xuống dưới lòng đất luôn. Cỡ tầng... mình hiện tại là tầng 27 rồi hả? Mình sẽ đi xuống tầng âm 58 ha. Khoảng khoảng đấy. Âm 55 rồi. Âm 56. Âm 57. Rồi, và đây chính là tầng âm 58 ha. Đây là tầng khá là thấp rồi đó. Mình sẽ canh coi. Đây là cái lỗ để có gì mình đặt xô nước nè. Từ trên mình nhảy xuống ha. Còn bây giờ, mình sẽ bắt đầu cách đi mai kiểu hồi xưa á. Là đào một cái đường thẳng ngay cái tầng này. Tại vì mình nghe đồn tầng này thì nó sẽ có xác suất gặp kim cương nó cao hơn ấy. Nên cùng mình thử nha. Để coi coi. Mình sẽ đào cỡ một tiếng đồng hồ đi. Coi coi cách đào này với cách đào mà đi tìm kim cương trong hang thì cái nào sẽ cho mình nhiều kim cương hơn nha. Lần trước thì mình đi tầm 1 tiếng rưỡi là được 26 khối kim cương rồi đó. Sau khi mình dùng gia tài nhân lên luôn á là được 26 khối á. Còn với cách này thì không biết được bao nhiêu ha. A few moments later. Ôi, chuyện này hơi toan rồi. 10 phút đã trôi qua nhưng mà mình vẫn chưa có được bất kỳ một cái chỗ kim cương nào hết nha. Mình thấy cách này có vẻ lại không khả quan rồi, hay là tại mình xui ta. Một đường thẳng mà trên 10 phút liền không có một viên kim cương luôn. U là trời, nhân phẩm của mình toan rồi. Như vậy thì biết chừng nào mà đủ kim cương mang về làm cái đèn hiệu đây. Mình tuyệt vọng tới mức mà phải đi đào theo cách này luôn rồi đó. Mà nó không có. Cày thế nhờ. 25 phút cuộc đời không có một viên kim cương. Cái này mình thấy nó còn khó tìm hơn là mình đi tìm kim cương trong hang ấy. Đào kiểu này có vẻ hơi toan rồi. Hồi xưa thì đây là cách nhanh nhất để mình tìm được kim cương á. Còn bây giờ có vẻ nó không áp dụng được rồi. Đã vậy còn đào lâu nữa chứ. Mấy cục đá này nó cứng như quỷ á. Nói chứ không phải khen, nhân phẩm này mình hên thấy ớn luôn. Bình thường vô hang là lượn vài vòng là gặp kim cương rồi đúng không? Bữa nay đào hẳn nửa tiếng đồng hồ không thấy một viên luôn. Quá là tuyệt vời. Thôi, lên trển kiếm gì làm xả xui coi. Và thường thường các bạn bị gặp chuyện không may rồi mấy chuyện xui xui các thứ thì các bạn thường làm gì? Mình thì thường đi ăn đó nha. Mà trong đây để coi coi. Ừ, nó đi ăn mới nhớ. Trong Minecraft nó sẽ có một cái thành tựu liên quan đến ăn uống luôn nha. Cho những bạn có tâm hồn yêu thích ăn uống. Không phải cái này. Đây. Cái thành tựu này mình cần phải ăn tất cả những gì mà có thể ăn được ha. Kể cả nó không tốt cho bạn. Cái này hay nha, cái này hay nè, đang xui. Giờ chỉ sang chuyên mục hôm nay ăn gì đi.
mình sẽ làm hết mấy cái đồ mà ăn được trong Minecraft, dục vô cái rương này để đá rồi, có cả nhà đi lấy cái rương sugar khác. Ok, giờ trước mắt là mình có được món nào đây trong rương mình? Mắc nhện. Mới vô là món không ăn được rồi. No, tiếp theo là món cá nóc. Ok, sao gì đâu không vậy. Rồi thịt chim bay nữa. U là trời, toàn là món mấy món ăn vô có hiệu ứng không à. Còn gì không ta? À, mình có trứng nè. Trứng thì hình như mình có thể làm được bánh. Đúng rồi, trứng thì mình có thể làm được bánh ngọt ha. Ok, thêm một loại thức ăn nữa. Để bây giờ mình làm luôn đi. Đây đây, múc sữa bò. Rồi, chế luôn cái bánh kem ở đây luôn ha. Đây đây. Được 3 món ăn rồi đó nha. Ủa mà trong Minecraft có tổng cộng bao nhiêu đồ ăn được ta? Ui, 40 đồ là 40 món khác nhau luôn hả? Nhiều vậy ta, hơi bị nhiều đấy. Hơi căng nha. Để coi coi. À, bên đây còn có thịt gà nữa. Chính xác, thịt gà là một món nữa nè. Tiếp theo là gì ta? Bánh mì, trong đó có một số món mình đã ăn rồi nè. Cà rốt vàng là mình ăn rồi nè, luôn. Bánh mì là cũng ăn rồi nè. Thịt gà cũng ăn rồi luôn. Bỏ qua. Mật ong. Chính xác. Mật ong mình chưa có uống. Mật ong uống nó cũng hồi thành thức ăn nữa, nó cũng tính là một món ăn ha. Dù nó là đồ uống. Nó cũng là thức ăn đó. Đây mật ong nè. Rồi còn gì nữa không ta? Để mình coi. Tự nhiên nó tắt ngang cái quên mất nha. Hình như mấy con cá mà còn sống thì mình chưa có ăn thì phải. Cá hồi, cá tuyết đó. Đây. Qua bên cái nhà chính của mình. Lấy mấy cái xô chứa cá nhiệt đới mà lần trước mình bắt còn dư á. Mình đổ ra mình bắt cá nhiệt đới quất luôn. Đây. Cá nhiệt đới. Xử luôn. Rồi, xong phên. Thêm một món cá nữa. Giờ còn con gì nữa không ta? Để coi. Hình như mấy cái thịt chín á. Ủa, thịt sống là mình chưa có ăn á. Thịt cừu, thịt bò, thịt gà sống thì mình đều chưa có ăn á. Tại vì mình thường là ăn đồ chín không à. Đây, bây giờ mình sẽ thịt bớt một em cừu đi. Này, em này đứng lẻ loi nè. Thịt luôn. Cừu. Rồi tới thịt bò. Hết chuyện rồi, tự nhiên nảy ra cái ý tưởng này. Rồi, lâu lâu làm thành kênh ẩm thực luôn á. Bữa nay là dành riêng cho những bạn có yêu thích tâm hồn ăn uống á. Rồi. Ủa, dê có thịt không ta? Oni-chan. Ôi. Oh no. Trời ơi. Chút xíu nữa lần Reaper nó ăn thịt mình luôn rồi. Nguy hiểm vậy. Bước bớt mấy thứ không ăn được đi. Còn món gì nữa không ta? Để mình ngồi mình suy nghĩ coi. Trong Minecraft mình nhớ là còn nhiều món ăn được lắm. À, ngoài bánh kem ra thì nó còn một số loại bánh khác nữa. Chẳng hạn như là bánh quy. Đúng rồi. Đó, bánh quy nè. Để mình cho bớt vô rương đi cho nó trống. Đấy, mấy cái đồ ăn được là mình sẽ cho bớt vô trong rương ha. Cá các thứ nè, thịt nè, bánh quy nè. Rồi tới bánh hồi nãy có gì? Bánh bí đúng không? Bánh bí là mình cần phải có đường, trứng và một trái bí. Mình đã có trứng đó nè, mình còn thiếu đường. Đường ngoài này có đầy mà. Còn bí thì mình nói thiệt, bây giờ mình làm ha, cho cả xóm mình ăn cũng không hết bí nữa. Mình có đúng nhiều bí ngô luôn á. Nói không phải khoe chứ mình giờ là đại gia bí ngô với dưa hấu đó nha. Bạn nào mà có nhu cầu mà bí ngô với dưa hấu thì cứ liên hệ mình. Mình ship cho vài stack. Ăn mệt xỉu luôn á. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Xong, sơ qua là cũng có. Ôi, cái rương chứa đồ ăn mình không có đem theo rồi. Vậy là xong mấy món bánh rồi đúng không?
mình hay đi tới mấy cái vùng biển á, có táo bẹ các thứ, và táo bẹ thì vẫn có thể nấu ăn được nha. Thành thử ra nó cũng tính là một món ăn á. Cho vô cho nấu đi. Vậy là được táo bẹ rồi nè. Giờ thì còn súp. À, mấy bát súp. Chính xác. Mình cần phải làm súp. Làm cái đống cái tô trước đi. Cái tô nè. Rồi mình sẽ làm trước súp gì vậy ta? Súp nấm đi nhờ. Súp nấm. Đó, thêm một món súp. Ngoài súp nấm ra thì còn súp củ dền. Mà hộp củ dền lần trước mình có lụm. Đây nè. Có luôn. Đây, giờ mới đủ nè. Rồi đó. Có thêm một món súp nóng hổi vừa thổi vừa ha. Rồi, giờ thì vô trong lấy mấy cái táo bẹ khô nữa là vừa rồi. Quá là hợp lý luôn. Đây, đi rồi. Thêm một món nữa, bỏ vô. Súp củ dền, súp nấm, táo bẹ khô. Rồi còn gì nữa không ta? Cái quả gì ta? Quả mọng phát sáng này ăn cũng được nữa nè. Nó cũng là một loại thức ăn. Dục vô luôn. Rồi, coi còn con gì mà mình chưa ăn không ta? Trong đây còn thiếu mấy con cá. Cá hồi. Vậy là mình còn thiếu cá tuyết. Chắc mình phải đi bắt cá tuyết thôi. Mình còn thiếu cái con cá tuyết á. Rồi xong phim, vừa đủ hai con luôn ha. Một con thì mình sẽ nướng trui, còn con thì mình sẽ ăn sống ha. Đây, con đem vô nướng trui đi. Nói nướng trui cho nó hấp dẫn thôi chứ thật ra dục vô cái lò nung á. Cho nó nung ra cái là xong mà. Rồi bổ sung vô liền. Đây, cá tuyết sống, cá tuyết chín ha. Rồi giờ thì còn còn một cái loại súp nữa. Và cái súp này thì thường ở trong những con thuyền đắm nó sẽ rất là dễ khó luôn. Đó chính là súp bất ngờ. Mình chưa có húp bát súp bất ngờ nào từ đầu series tới giờ luôn á. Lâu quá mới gặp fan. Fan này cầm đinh ba luôn nha. Ao. Mình cũng có đinh ba nữa nhưng mà bây giờ thử dân may nào. Thử dân may. Không có. Tưởng đâu có thêm cây đinh ba nữa là quá tuyệt vời luôn á. Ủa hình như còn thanh niên nào chọi mình nữa thì phải. Nè. À còn một thanh niên chọi mình nữa kìa. Nhờn ấy nhờ. Ây da. Đau. Nhờn ấy nhờ. Rồi. Tới công chuyện nữa. Né. Nhờn ấy nhờ. Ồ không có. Ui hên vậy. Tự nhiên mới ra biển mà gặp hai thanh niên cầm đinh ban lượt luôn. Bình thường hiếm lắm nha. Mà tự nhiên này hên vậy. Đúng là đâu. Ông trời không có lấy đi mình tất cả ha. Cho mình tìm không được kim cương nhưng mà khá là may mắn cho việc tìm thấy mấy thanh niên cầm đinh ba luôn. Mà tiếc là cho thấy thôi chứ không cho nó rơi ra ha. Phải rơi ra thêm cây nữa thì tuyệt vời quá. Ái chà chà. Lại gặp Lan. Mình không gài cái bộ sưu tập chuông của mình nó cũng lên đến con số hàng chục cái rồi đó. Chắc bây giờ mình gán lên 20 luôn đi nhờ. Thôi lỡ mình ghé ngôi làng rồi mà mình không ủng hộ mấy bác này, không có lấy quà kỷ niệm thì nó lại mất cái tình hữu nghị với mình và làng, đúng không các bạn nhờ? Nên các bạn cứ phát huy cái tinh thần của mình á, gặp làng đến đâu là lấy chuông về đến đó. Mình lấy về mình làm kỷ niệm thôi chứ mình không phải là trộm cắp gì đâu. Mình kỷ niệm. Rồi xuống đây coi. Sao mấy bé dân làng này nghèo nhờ? Gì đâu mà có mấy viên ngọc lục bảo thôi. Không còn cái rương nữa hết. Rồi gặp mấy bé dân làng nghèo khổ rồi. Trời còn cái tấm biển nữa. Mình gửi tặng vài dòng coi. Mấy bé nghèo quá. Đi thôi. Hu. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Đây rồi. Cuối cùng cũng gặp. Mày bây giờ gặp mà không có cái bát súp mới khó chịu nè.
Biết ngay mà. Nghi lắm rồi, thấy con thuyền có chút ẻn là nghi rồi. À còn rương, còn rương. Còn thở là còn gỡ. Rồi. Gỡ được cái bản đồ. Ok la luôn. Giờ thì đi tìm kho báu luôn, đổi mục tiêu luôn. À, cái này mình cần phải đi về hướng Tây đúng không? S-West. Đây, hướng Tây là hướng trước mặt mình luôn nè. Đi. Tới cái kho báu đi. Ê, cái bên kho báu còn có con thuyền nữa nè. Ý trời, ý trời. Bác súp. Không có bác súp. Gì trên này vẫn còn cái rương nữa mà. Không sao, không sao. Bác súp. Vẫn là bản đồ. Ơ kìa. Khó đến vậy sao? Đây, bản đồ nó. Ủa, kho báu nó đâu đó quanh đây này. Rồi, tới luôn. Phanh. Giờ thì tiêu diệt mấy con này trước khi lượm kho báu nè. Bây giờ mình sẽ làm dòm bài nướng chui. Dòm bài nướng chui luôn. Rồi, giờ thì xác định chỗ cái rương nào. Như có đó sai sai thì phải. Ngay đây. Chính xác rồi. Cái rương nó đâu đó dưới này nè. Đào ra thử ha. Đúng không vậy? Đúng đi mà. À đây rồi. Cũng được, ít ngọc lục bảo ha. Không quá tệ. Có cả cá sẵn luôn nè. Cái bản đồ này chắc nó cũng giống như cái bản đồ hồi nãy thôi. Ô, đây là một cái bản đồ khác nữa. Wow, hiếm lắm mới có hai cái bản đồ kế bên mà nó lại khác nhau nha. Rồi, bước ra. Đây rồi. Nữa. Đang mở gương kho báu mà cũng bị làm phiền nữa. Lút. Trời ơi, kho báu nó cho mình ít trái bơm, ít ngọc lục bảo. Thôi kệ cũng được, không quá tệ. Có con thuyền quét xíu luôn nè, nó nát muốn hết luôn. Để coi. Sao toàn ngọc lục bảo không vậy, tới hồi ghê luôn. Mỗi khi khám phá nó toàn đồ red không à. Nay toàn rương ngọc lục bảo thôi. Ba hồi thì chứ. Gần hết chỗ biển này rồi đó. Chắc phải tìm một cái vùng biển mới to hơn thôi. Chứ vùng biển này mà đi gần hết luôn rồi mà chỉ có vài con thuyền thôi. Đã vậy nó còn không có cái bát súp nữa chứ. Mình cứ thấy sai sai chỗ nào á. Kiểu như mình càng tìm một cái thứ gì đó là cái tỷ lệ gặp cái món đó nó lại càng thấp nha. Không biết các bạn có giống mình không chứ mình là hay vậy lắm luôn á. Ồ, đây, có con thuyền nữa nè. Con thuyền trôi nổi trên mặt nước luôn. Ủa, cái rương đâu? Hả? What the hell? Ê, đừng nói cái thuyền không có rương là quạo nghe. À, đây, cái rương nằm trong đây. Xin lỗi. Xin lỗi. Ê, đây rồi. Yes. Chúng ta đã có được rồi, hai bát súp luôn. Quá đã. Ừ, hình như khoai tây sống mình cũng chưa có hay sao á. Đúng không ta? Bát súp, mình cho bát súp vô đây trước đi. Và trong danh sách những cái món ăn này có một món mà rất là phổ biến luôn nhưng mà mình lại bỏ quên mất. Đó chính là món táo. Đây, mấy trái táo nè. Mình quên mất ha. Ừ, táo vàng. Táo vàng cường hóa thì mình đã ăn rồi nhưng mà mình vẫn bỏ vô danh sách này luôn. Bỏ qua cái rương mà những món mình đã ăn rồi ha. Rồi, táo thường, cà rốt thường, táo vàng. Vậy là coi cái này là 8, ổ 9, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 loại thức ăn rồi. Giờ thì dưa hấu. Ừ, đúng. Dưa hấu là trong đây không có đâu nè. Rồi, giờ thì còn thịt một cái loại con này mà thường thường ở vùng tuyết mình sẽ dễ gặp hơn á, đó là thịt thỏ. Giờ mới éo le nè, phải bay tới vùng băng tuyết để mình đi săn thỏ một chuyến ha. Lần trước biết vậy mình đi gặp cáo, mình tìm cáo tuyết á, mình săn thỏ luôn được rồi. Lần đó mình gặp cái đống thỏ luôn. Ui trời, gặp gấu hả? Ê, à có thỏ nè. Mình sẽ lấy thịt thỏ chính trước.
Đây. Ủa? Nó thành thịt thỏ sống đúng rồi. Thôi kệ em sao, hai miếng cũng được ha. Hai miếng thì mình có thể làm một cái là chín, một cái là sống. Rồi giờ thì tới chuyên mục thưởng thức món ăn sau khi chế tạo ha. Đây mình sẽ bày ra hai cái rương này. Mình sẽ ăn trước cái rương bên đây đi. Đó 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 đó. Rồi 15/40 rồi. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Đồ này nặng quá, đồ này nặng quá. Ui 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 ui. Xây sẩm trong mặt. Ui da, ui 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 ui. Ui. Xây sẩm trong mặt. Các thứ các kiểu. Mắt nhện nè, mắt nhện ăn vô cũng quay dữ lắm á. Ăn cái bánh kèm cái. Trái táo vàng là lên được 38 rồi nè. Ồ, vậy là vẫn còn hai loại nữa. Ừ, mà như còn một món nữa, đó chính là khoai tây đúc lò. Phải không ta, phải không ta? Hình như vậy á, mình hay ăn cà rốt thôi chứ khoai tây mình không mấy khi mình đụng vô lắm. Nhiều khi nó lại là món khoai tây đúc lò này đấy. Ăn vô một cái. Rồi, chính xác luôn, 39. Và cái món cuối cùng mình đã biết rồi. Nó liên quan tới một món súp ha. Ở đây thì nó còn thêm một loại súp nữa, tên là súp thỏ hầm. Cái này thì mình cần phải đi săn thỏ thêm một chuyến nữa rồi. Trời ơi, cái món hiếm hơn là cái chân thỏ nó lại ra, mà trong khi thịt thỏ nó không ra. Gì vậy? Cái này là thỏ con rồi. Đây rồi, nhân phẩm mình. Ê, đã vậy mình còn gặp được cái igloo nữa nè, cái lều tuyết. Đừng nói dưới này có bác dân làng nha. Thiệt luôn, có bác dân làng. What the hell? Rồi luôn, lại chỗ tài làm bác sĩ nữa rồi. Hổm gài không làm bác sĩ, nay làm bác sĩ tiếp. Mình có táo vàng nè, có lò thuốc nè. Rồi chữa bệnh thôi, bác sĩ lập giúp cho bé dân làng này cái nha. Ủa, ủa, quên, 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 cà rốt chứ, ủa, táo chứ không phải cà rốt. Ăn đi. Rồi, từ từ mà hồi phục đi nha. Trời, 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 trời. Bắn gì mà hụt. Chạy đi đâu, nữa kìa. Đây, đây, đây rồi, đây rồi. Đấy, 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 có liền, một phát ăn luôn. Súp thỏ hầm. Kỳ công lắm mới làm được một bát súp á. Rồi giờ thì thu gom đồ nghề thôi. Đi lại thăm bệnh nhân của mình trước khi đi về nhà. Dục đồ nghề vô đây. Đi thăm bệnh nhân nữa. Bác sĩ là phải có tâm ha. Để cứu người ta là phải đợi đến khi nào người ta khỏi bệnh thì mới được về. Đây đây, bác sĩ tới đây, bác sĩ tới đây. Bác sĩ Lộc tới đây. I'm coming. À, bệnh nhân tỉnh rồi, bệnh nhân hết bệnh rồi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, ra ngoài học nghề đi. Ở đây có sẵn hai nghề cho bác này, hai bác này lựa chọn luôn á. Một là thợ đồ da. Hai là thợ, à không, gọi chính xác hơn là linh mục ha. Học đi. Ở đây có hai bác hữu hỷ với nhau thôi đó. Rồi, công việc của mình đã xong rồi ha. Ôi mà tính ra mình chưa có làm xong cái thành tựu luôn á. Để giờ mình ra mình cho mấy con zombie tác động vật lý mình tí đó. Rồi. Rồi mình sẽ ăn luôn cái bát súp này ha. Để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Tên tên. Hoàn thành thử thách. Chế độ ăn uống cân bằng. Làm xong cái thành tựu này là muốn muốn trầm cảm luôn á. Thôi đi ngủ giấc đi. Ngủ giấc, ngủ giấc. Sau khi hoàn thành cái thành tựu liên quan đến ăn uống thì mở hẳn luôn một cái xe bán đồ ăn luôn chứ chần chờ gì nữa. Và tận dụng cái chỗ này nó còn khá là trống nè. Mình thấy trên đây mình đã từng kiểu như làm phẳng cho nó một chút rồi đó. Nên mình sẽ tận dụng ở đây làm cái chỗ bán đồ ăn luôn ha. Mình sẽ xây tạm ở đây một cái chiếc xe chuyên bán đồ ăn luôn. Đây là những nguyên liệu mà mình cần để làm ra cái chiếc xe này nè. Cái xe này thì
nó cũng bé bé thôi, bé bé xinh xinh. Cỡ đâu đó quanh đây nè. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo là cái bánh thứ hai. Rồi cách ra hai ô ha, đặt tiếp hai cái bánh. Đó, cái bánh xe thì nhìn nó đẹp hơn thì mình có thể gắn mấy cái nút vô giống như vậy ha. Rồi, và mình sẽ cần phải có những cái thạch anh để mình lót ở phía dưới. Gì đủ dài chứ ta, hay là kéo dài qua đây một tí nha. Đó, cái nào là cái đầu, cái nào là cái đít nha. Giờ chọn đầu với đít đi. Cái đầu chắc mình sẽ cho nó hướng về phía nhà nuôi ong của mình ha. Đây chính là cái đầu xe nè. Ok chưa. Rồi và cái xe này nó sẽ có màu đỏ ha. Màu đỏ cho nó nổi mà. Rồi. Ôi nhưng mà cái đầu xe thì nhìn nó chưa có được đẹp lắm ấy. Nên mình sẽ gắn vào hai cái cửa sập giống như vậy. Mà nhìn cái xe nó cứ tiếu tiếu kiểu gì nhờ. Nhìn xa vẫn giống cái xe chứ đúng không nhờ. Ồ cũng giống xe phép. Thôi tạm thời gác qua vấn đề giống hay không giống đây. Giờ thì mình cứ làm cái quầy để bán đồ ăn trước ha. Và để cho nó đẹp hơn thì mình có thể lót ở phía trên bằng những tấm thảm ha. Nó tạp màu với cái màu xe mình luôn nè. Trắng, đỏ, trắng, đỏ, trắng. Rồi ốp xen kẽ vào thôi. Đó. Vậy là xong phần phía trên ha. Ở đây thì mình có thể ốp hết lại luôn. Đấy, còn muốn đẹp hơn thì có thể làm chỗ thông gió cho xe chẳng hạn. Đặt ở đây. Định làm gì đấy vậy Ripper? Chưa gì có khách là ủng hộ rồi. Mà khách này không được thân thiện cho lắm. Giận là nổ à. Khách đó không tiếp ha. À mình có cách. Mình sẽ làm cho cái xe nó có điểm nhấn hơn ở phía sau. Đấy, nhìn nó cũng đỏ hơn rồi đó. Mặt trước mình có thể áp dụng cách này cũng được ha. Vừa đủ luôn nè. Đó, nhìn cái xe nó đã có một chút khác biệt rồi ha. Giờ thì bày mấy cái chỗ để tiếp khách thôi ha. Mình sẽ sử dụng ghế màu gỗ sòi sẫm nè, màu hơi tối tối như vậy. Cái bàn là bàn màu đỏ luôn. Đấy, nổi chưa. Nhìn phát là biết cái quầy của mình liền. Làm dắt đi, xe tới chị qua thăm tình hình cái xe bán hàng coi. Mình hy vọng các bạn sẽ bất ngờ ha. Rồi giờ thì mình sẽ leo lên xe mỏ. Đi ngang, tại vì cái đường ray này nó đi ngang cái chỗ xe bán hàng á. Rất là tiện lợi ha. Sáng sớm chạy ngang. Con sườn. Còn sườn nè, bắn nó luôn. Rồi chúng ta đã tới nơi. Coi nào. Các bạn thấy cái xe nó có gì khác biệt chưa? Đầu tiên là hai cái đầu rồng. Ở đây á là mình dùng hai cái đầu rồng của cái căn nhà của mình á. Mình lấy qua đây rồi mình dùng cần gạt để kích hoạt lên cho nó cạp vậy ha. Còn xe bán hàng này cũng có người bán luôn rồi. Ý đó, nhìn phát là biết ai luôn ha. Cái này thì mình đặt tên cho cái bác dân làng này là chú Tư ha. Rồi cái này được gọi là xe đồ ăn nhanh của chú Tư. Cái này là kêu mãi vô thôi chứ không gì hết. Ở đây thì mình trang trí thêm một vài cái cột đèn nè để nhìn cho buổi tối nó sáng hơn. Rồi một ít lá cây các thứ ha. Còn mấy cái đèn biển thì từ bên thủy cung thì mình có quá là nhiều rồi. Ở đây thì mình trang trí bằng bánh kem. Rồi ở đây là giống như cái menu ha. Mà cái này hơi cao nhỉ, chắc mình phải làm một cái gì đó ngay đây nè. Để mình đứng lên cho nó dễ, chẳng hạn như là những cái dàn giáo ấy. Đứng lên đây để mình gọi món cho dễ ha. Chứ mấy đứa chân ngắn như mình gì đứng đây sao order được. Rồi đại khái thì cái xe bán hàng này cũng đã hoàn thành rồi ha. Nhỏ nhỏ vậy thôi, chủ yếu là để trang trí cho khu vực đồi này nó bớt trống hơn. Với lại cũng như là kỷ niệm cho cái việc mà mình làm xong cái thành tựu chế độ ăn uống cân bằng này. Cái này cũng là một trong những thành tựu mà mình làm rất là mất thời gian luôn á. Ăn uống no say rồi. Giờ thì trở lại tập trung chuyên môn nào. Như đầu video mình đã nói, thì mình sẽ gán kiếm nhiều kim cương trong thời gian sắp tới ha. Để hoàn thành ước mơ thôi. Ui nhưng mà vô cái hàng này quá trời quái rồi. Một mình bị bao vây rồi. Ui da. Né ra chỗ khác. Hồi nãy mình bay ngang mình thấy có một cái xe mỏ chứa rương hay sao ấy. Phải không nhờ? Chính xác nè, nó nè. Sách gì? Xuyên thủng. Không tốt.
Và có vẻ cái hang này nó không được sâu lắm ấy nhờ. Tại vì mình thấy nó có khu mỏ nên mình lượn ngang thôi chứ. Không chỉ có pha lê mà nó còn có cả kim cương nữa. Ừ, đây đây rồi, đây rồi. Mình đã tìm lại được nhân phẩm của mình. Ôi! A few moments later. Như vậy thì sau khi ăn uống no say, nhân phẩm của mình đã trở lại. Và trong 45 phút mình tìm được 62 viên kim cương ha. Nói chung thì nó cũng đỡ hơn lúc đầu của mình rất là nhiều luôn. Và hôm nay là một ngày khá là tuyệt vời khi mà mình hoàn thành xong được một cái thành tựu rất là thú vị ha. Đó chính là ăn hết tất cả các loại thức ăn trong Minecraft luôn. Và ngoài ra thì mình cũng trang trí thêm cho khu vực xung quanh mình một cái quầy bán thức ăn di động này nè. Khá là ưng ý luôn đó nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.